chào em, rất vui khi được gặp em. Thú thật với em là chưa bao giờ anh phải tỏ tình với ai hết. Cho nên là khi đứng trước mặt em, anh rất là run. Nhưng anh sẽ cố gắng. Chắc em cũng thấy được những cái gì anh đã chuẩn bị trên sân khấu. Anh có một trò chơi. Anh muốn đoán về em hoặc về sở thích của em. Em sẽ trả lời cho anh là đúng hoặc sai. Nếu anh trả lời đúng, anh sẽ bước về em một bước. Nếu trả lời sai, thì anh sẽ đứng yên một chỗ. Từ nãy giờ, anh cũng được nói chuyện với em. Chắc anh cũng hiểu em được một chút. Cho nên là anh đoán có phải em là người thích ăn mặc cá tính không? Dạ vâng, đúng. Còn với quan điểm cho tình yêu, thích ăn cá. Anh nghĩ là em luôn muốn có sự bình đẳng. Dạ đúng. Em thích ăn cay. Dạ rất đúng. Mục đích mà này từ nãy giờ anh đã hỏi với em những câu hỏi này do anh nghĩ là trong tình yêu thì phải có sự hiểu nhau. Giữa hai người sẽ có một loại tình cảm, và đó là đó là tình yêu. Và anh mong rằng dù có đi đâu, sau chương trình này anh vẫn sẽ nhớ tới em. Và ngay từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em. Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó. Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến người là em đó. Có biết bao giờ khờ, có biết bao đời chờ, riêng anh thôi mình đang trong mơ. Và anh như thêm mơ vẫn vất từng ngày mà em tới. Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới. Cứ lên thêm từng ngày, cứ vẫn vất từng ngày, những giây phút ta cần bên nhau. Đây em, niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em. Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Như tia nắng mai đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới. Khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng cho tâm hồn ai. Và điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ mãi mãi trong tim ta. Một bài hát dành tặng chờ nói lên tất cả, nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca. Cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới. Cứ lên thêm từng ngày, cứ vẫn vượt từng ngày, những giây phút ta cần bên nhau. Đây em, niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em. Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé. Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới. Khi em hé môi cười, bao giây phút tuyệt vời mang ánh sáng cho tâm hồn ai. Và điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa, tình yêu đó sẽ mãi mãi trong tim ta. Một bài hát dành tặng trẻ nói lên tất cả, nhưng anh hứa hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em. Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành cho em. Dành tặng
Và trước khi anh về thì anh muốn tặng em một món quà. Anh mong là em sẽ thích nó. Dạ vâng ạ. Đó là cái vòng choker. À. Như anh đã nói, vì nữa thì sau chương trình này mình sẽ nhớ đến em. Và mình sẽ có một cuộc hẹn cà phê. Dạ vâng. Em nghĩ là em với anh chia tay nhau ngay lúc này. Nhưng mà mình còn sau đó nữa, sau khi chương trình này về rồi mình có thể giữ liên lạc với nhau. Cảm ơn anh rất nhiều ạ.